Philip Pattee, người đi bộ trên không, nguồn cảm hứng của bộ phim The Walk. Trong lịch sử có khoảng 4.000 người chinh phục đỉnh Everest, 12 người từng bước đi trên mặt trăng, nhưng chỉ có duy nhất một người từng bước đi giữa không trung ở độ cao 400m giữa hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, đó là Philip Pattee. Với màn trình diễn đi vào huyền thoại, tên tuổi của ông đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Và câu chuyện đầy kinh ngạc về ông cũng được tái hiện trong bộ phim đình đám The Walk, Bước đi thế kỷ. Một kẻ mơ mộng và liều lĩnh. Philip Pattee sinh ngày 13 tháng 8 năm 1949 tại Nîmes, nước Pháp. Ông luôn được coi là một kẻ mơ mộng và liều lĩnh, có lẽ vì chịu ảnh hưởng bởi tâm hồn bay bổng của người cha, vốn là cựu lính phi công, mà ngay từ nhỏ, Philip Pattee đã có hứng thú với ảo thuật và tung hứng. Ở tuổi 16, lần đầu tiên Pattee bước đi trên dây, và từ đó cuộc đời ông đã thay đổi mãi mãi. Thời điểm đó, cậu bé Philip đã tự học mọi kỹ thuật biểu diễn ở trên dây. Ông từng bị đuổi khỏi năm trường học vì quá say mê môn nghệ thuật này mà bỏ bê việc học. Pattee được người dân New York biết đến vào đầu những năm 1970 nhờ các buổi biểu diễn đi bộ xuyên không và ảo thuật trong các công viên thành phố, đặc biệt là công viên quảng trường Washington. Năm 1971, ông đã chinh phục hai tòa tháp của nhà thờ lớn Notre Dame ở Paris, nước Pháp khi bước lên sợi dây được treo cách mặt đất gần 70 mét. Pattee còn nổi tiếng với cú đi bộ trên không băng qua sông Niagara. Dây cáp ông dùng để đi được treo cách mặt nước gần 14 mét. Màn biểu diễn đi vào huyền thoại. Rạng sáng ngày 7 tháng 9 năm 1974, Philip Pattee đã thực hiện thành công phi vụ lớn nhất cuộc đời mình, bước đi trên một sợi dây giăng giữa hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York. Thực ra ông đã nảy sinh ý tưởng đi giữa hai tòa tháp khi đang ngồi chờ ở một phòng khám nha khoa vào năm 18 tuổi. Khi nghe tin tòa tháp đôi ở Mỹ đang được xây dựng, ý tưởng về phi vụ này chợt lóe lên. Pattee thậm chí đã rời khỏi phòng khám mà không thèm gặp nha sĩ. Mất 6 năm để chuẩn bị và cuối cùng ở tuổi 24, sau một đêm Pattee đã trở thành người vô cùng nổi tiếng. Hành động của ông đã ảnh hưởng rất nhiều tới văn hóa của nước Mỹ. Điển hình như ban nhạc rock Incubus đã sử dụng một bức ảnh của Pattee làm ảnh bìa album của họ. Để có được màn trình diễn để đời này, Pattee đã cần sự giúp đỡ của nhiều cộng sự. Họ có nhiệm vụ vận chuyển các dụng cụ, trong đó bao gồm 60 mét dây cáp. Chính John Louis Blondeau, bạn thời niên thiếu của Pattee, đã sử dụng nó để đưa một đầu của dây cáp từ tòa tháp phía Bắc sang tòa tháp bên kia. Còn bức ảnh đi trên dây để đời của Pattee được chụp lại bởi Alan Wellner. Ban đầu Pattee và những cộng sự muốn dành nhiều thời gian chuẩn bị hơn để giữ sợi dây được cân bằng tốt hơn. Tuy nhiên sau khi nghe có tiếng động của các công nhân xây dựng, họ phải hành động ngay lập tức. Vào lúc 7 giờ sáng, tất cả mọi người trên đường phố kinh ngạc khi thấy một người đàn ông đang chênh vênh đi trên một sợi dây cách họ hơn 400 mét. Ban đầu họ nghĩ rằng Pattee muốn tự tử, nhưng rồi ý nghĩ đó sớm vụt tắt bởi sự tự tin của người nghệ sĩ đi qua đi lại 8 lần trên sợi dây trong gần 1 giờ đồng hồ. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé! Vinh quang và nỗi buồn phía sau. Sau khi Pattee hoàn thành lần đi đầu tiên, cảnh sát bắt đầu ập lên tầng thượng của cả hai tòa tháp, yêu cầu ông lập tức rời khỏi sợi dây. Họ thậm chí còn cho gọi trực thăng và chính quyền, đe dọa sẽ dùng vũ lực để bắt Pattee. Ngay khi rời khỏi sợi dây, Pattee bị cảnh sát áp giải trong tiếng hò reo của đám đông. Ông bị đưa đi giám định tâm thần rồi được phóng thích. Chính quyền ra điều kiện rằng ông sẽ được trắng án nếu như chịu biểu diễn đi dây miễn phí tại công viên trung tâm New York cho trẻ em. Dĩ nhiên là người nghệ sĩ vui vẻ chấp thuận điều đó. Ban quản lý tòa tháp đôi cũng hoan nghênh Philip Pattee bằng cách tặng cho ông tấm vé trọn đời lên tầng thượng của công trình. Tại đó, người nghệ sĩ để lại chữ ký trên một chiếc xà bằng thép cách không xa nơi ông bị bắt. Ông khẳng định sẽ vẫn tiếp tục biểu diễn nếu như không có sự đe dọa của cảnh sát New York. Nghệ sĩ người Pháp nhớ lại rằng, đột nhiên có tiếng hét lớn về phía tôi.
Tôi khiếp sợ bởi sự can thiệp của cảnh sát. Họ nói rằng họ sẽ nới lỏng sợi dây và có thể sẽ đưa máy bay trực thăng bắt lấy tôi từ không trung. Một viên cảnh sát đã hô to: "Dừng lại ngay, bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đó." Patty giải thích cho hành động có phần điên rồ của mình rằng không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Khi tôi thấy một nơi tuyệt đẹp, tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ đi thăng bằng qua đó. Đối với tôi, đơn giản cuộc sống cần có sự thử thách. Bạn phải đặt mình ra khỏi những luật lệ, những cản trở cho sự thành công. Mỗi ý tưởng đều là một thử thách và khi đó cuộc sống của bạn sẽ nằm trên một sợi dây. 8 năm sau cú đi bộ trên không qua hai tòa tháp đôi, Patty được mời đến khai trương nhà thờ Thánh John ở thành phố New York. Sau vụ khủng bố 11 tháng 9, ông đã trình diễn ở sự kiện tại Hammerstein Ballroom để gây quỹ cho quỹ phục chế nghệ thuật New York, một quỹ khẩn được lập ra sau vụ khủng bố, dùng để chi cho các lợi ích liên quan đến nghệ thuật. Tuy vậy, cuộc đời Philip Patty có chút cay đắng khi quê hương ông lại không mặn mà đón nhận. Dù nhiều nơi trên thế giới chào đón nồng nhiệt người bước đi trên không này, ông chia sẻ rằng: "Thử tưởng tượng bạn là nhà văn, xuất bản tác phẩm sang 50 thứ tiếng, nhưng lại không hề có tiếng mẹ đẻ. Với tư cách nghệ sĩ, tôi không hiểu tại sao đất nước tôi không quan tâm nghệ thuật tôi theo đuổi từ hàng chục năm nay." Màn biểu diễn hai lần được tái hiện trên màn ảnh. Năm 2008, bộ phim Man on Wire ra mắt do James Marsh làm đạo diễn, dựa trên cuốn sách năm 2002 của Patty, To Reach the Clouds. Nhà sản xuất phim Simon Chin gặp Patty lần đầu tiên vào tháng 4 2005. Sau đó thì ông quyết định cố gắng mua bản quyền cuốn sách To Reach the Clouds để làm phim. Sau nhiều tháng thảo luận, Patty đồng ý với điều kiện có thể tham gia hợp tác. Ngay khi ra rạp, bộ phim đã gây ra cơn sốt. Man on Wire giành được vô số giải thưởng trong lẫn ngoài nước, trong đó cao quý nhất là tượng vàng Oscar, hạng mục phim tài liệu hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 81. Bộ phim cũng đã xuất hiện trong nhiều danh sách top 10 phim hay nhất của các nhà phê bình Mỹ. Đến năm 2015, những bước đi lịch sử của Philip Patty một lần nữa được tái hiện trong bộ phim The Walk, Bước đi thế kỷ của đạo diễn Robert Zemeckis. The Walk nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý, để lại dấu ấn bằng phong cách thuật lại kỳ tích phi thường bằng kỹ xảo điện ảnh. Trong phim, tài tử Joseph Gordon-Levitt hóa thân thành nghệ sĩ đi trên dây. Trường đoạn gần 10 phút của phim đã gây choáng ngợp và thót tim, khiến người xem cảm nhận một cách chân thực pha mạo hiểm phi thường của nghệ sĩ đi trên dây đến từ nước Pháp. Những thước phim mới cũng gợi nhớ tới tòa nhà biểu tượng của New York bằng kỷ niệm tươi sáng. Có thể nói, The Walk đã khái quát khá đầy đủ gần 20 năm cuộc đời nghệ sĩ của Philip Patty. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!